Soi kèo Arsenal với Everton, 22 giờ ngày 22 tháng 5, vòng 38 Premier League. Arsenal sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng của Premier League bằng trận đấu tiếp đón Everton trên sân nhà. Màn đọ sức sẽ được diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 22 tháng 5 sắp tới và dưới đây sẽ là những nhận định. Soi kèo Arsenal với Everton rất đáng chú ý từ các chuyên gia của chúng tôi. Arsenal đã không còn quyết tự quyết trong top 4, nhưng vẫn còn hy vọng để giữ Champions League mùa sau nếu như có thể đánh bại Everton trong trận đấu này và cầu nguyện cho Norwich có thể cầm chân Tottenham trong trận đấu cuối cùng. Dù hy vọng này không cao nhưng Arsenal vẫn buộc phải thắng ở trận đấu này. Tuy nhiên với phong độ hiện tại, không chắc đoàn quân của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta sẽ có được những điều mình muốn. Hai trận thua gần nhất trước Tottenham và Newcastle đang làm dấy lên những nghi ngờ về phong độ của đội bóng này. Everton từng tạo nên địa chấn khi đánh bại Arsenal trong chuyến làm khách ở mùa giải trước đó. Đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của The Toffees trước pháo thủ, chứng tỏ họ rất có duyên với đội chủ sân Emirates. Điều này đồng nghĩa với các nhà cái để Arsenal chấp một trái ở trận này là khá cao. Cộng với việc Everton buộc phải thi đấu hết mình để trụ hạng, Everton là cái tên khá uy tín ở trận đấu lần này. Với kèo tài xỉu 2.5/3, đây là mức tương đối cao. Gần như chắc chắn một điều Arsenal sẽ là đội chơi ép sân và Everton sẽ chơi với thế phòng ngự phản công. Trong tình thế buộc phải trụ hạng, Everton sẽ chơi rất kỹ ở trận này, cho nên tốt nhất là đi xỉu.